Các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi tiếp môn phát triển sản phẩm thực phẩm, là cái phần trắc nghiệm, là phần thứ 23 nha các bạn ha, là về cái phần quản lý cái chiến lược hoặc là quản lý cái dự án phát triển sản phẩm. Thì tôi có một cái hình minh họa bên phải, thấy các bạn có thể thấy chưa, được chữ project. Cái chữ project này là bây giờ các bạn học luôn cho tôi, đó là cái dự án ha. Project này là cái dự án, rồi có thể là dự án phát triển sản phẩm của chúng ta. Rồi các bạn lưu ý cho tôi là bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Khi đi thi thì các bạn nên học trong sách và slide, và những cái tôi ôn thi chỉ mang tính chất tham khảo thôi nghe. Rồi câu 8, lắp form sản phẩm là tôi đã trình bày trong video kỳ trước. Hôm nay tôi sẽ trình bày tiếp về câu 9. Cái hoạt động phát triển sản phẩm. Sản phẩm mới được hình thành và quản lý ở 3 cấp độ khác nhau. Quản lý cái vấn đề phát triển cái dự án phát triển sản phẩm thì cái 3 dự án của nó là chương trình chiến lược phát triển sản phẩm, ý thứ 2 dự án phát triển sản phẩm, và ý thứ 3 chiến lược kinh doanh. Thì đề người ta yêu cầu các bạn là hãy chọn thứ tự đúng của 3 cấp độ này. Hãy chọn đúng thứ tự của 3 cấp độ này. Người ta 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3 gì đó v.v. Thì làm được cái vấn đề này các bạn cần phải làm cái gì? Các bạn cần phải xem về cái file tổng hợp, tổng ôn ngày hôm trước tôi đã gửi cho các bạn đấy. Bạn nào đăng ký hội viên thì tôi mới gửi ha. Quản lý. Nếu mà trong file này không có từ quản lý dài á, quản lý rủi ro có. Rồi cái vấn đề này không có thì các bạn sẽ tra trong slide nha. Thì các bạn sẽ bấm cái chữ chiến lược kinh doanh thử, thì nó sẽ ra được cái bên cái phần 1.3.2 định nghĩa phát triển sản phẩm mới. Thì trong cái hoạt động phát triển sản phẩm mới thì được hình thành và quản lý ở 3 cấp độ khác nhau. Thì trong đó cái đầu tiên người ta liệt kê là chiến lược kinh doanh, ý tiếp theo là chương trình chiến lược phát triển sản phẩm, và cái ý cuối cùng là dự án phát triển sản phẩm. Chiến lược kinh doanh, chương trình chiến lược phát triển sản phẩm, và cái ý thứ ba sẽ là dự án phát triển sản phẩm. Thì các bạn sẽ xem về giùm tôi cái phần này để kỹ hơn á, thì tôi sẽ mở sách cho các bạn nha. Mở sách giáo trình, tôi sẽ mở file giáo trình cho các bạn. Các bạn đợi tôi một xíu. Cứ tra trong giáo trình là chắc chắn đúng 100% nha các bạn ha. Đây giáo trình, thì tôi sẽ Ctrl F cái phần vấn đề lược là cờ chiến lược sản phẩm. Đây. Ở đây các bạn có thể thấy được trong giáo trình của chúng ta là ở phần 1.4 nha các bạn. Cái nguyên tắc cơ bản của phát triển sản phẩm thì các bạn đặt cho tôi. Hoạt động phát triển sản phẩm một chủ thể để có thể đạt được mục tiêu của chiến lược kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng một chiến lược sản phẩm. Vậy thì từ đó hình thành nên chiến lược phát triển sản phẩm. Đầu tiên là phải có chiến lược sản phẩm, rồi từ đó phát triển. Để thực hiện được chiến lược phát triển sản phẩm phải xây dựng được cái chương trình dự án phát triển sản phẩm. Chương trình này sau khi thực hiện trong khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, sau đó được cụ thể hóa bằng các dự án phát triển sản phẩm được thực hiện trong các thời điểm cụ thể. Vậy cái hoạt động phát triển sản phẩm được hình thành và quản lý ở 3 cấp độ khác nhau, đó chính là đầu tiên sẽ là chiến lược kinh doanh, tiếp theo là chương trình phát triển sản phẩm, và ý thứ ba sẽ là dự án phát triển sản phẩm nha. Được chưa? Vậy thì cái này là
file này bị sai đáp án thì tôi bây giờ tôi sửa lại. Đầu tiên, như các bạn đã thấy bên slide nè, đầu tiên sẽ là chiến lược kinh doanh ứng với số 3, tiếp theo sẽ là chương trình chiến lược phát triển sản phẩm là số 1, và cuối cùng là dự án phát triển sản phẩm sẽ là số 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là 312 nha các bạn. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là 3 lớn hơn 1 lớn hơn 2 ha. Đầu tiên sẽ là chiến lược kinh doanh của công ty, tiếp theo là cái chương trình chiến lược phát triển sản phẩm, và cái cuối cùng là dự án phát triển sản phẩm. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D nha các bạn ha. Đáp án này bỏ đi. 3, 1, 2 mới đúng. 3, 1, 2. Hãy chọn đúng thứ tự của ba cấp độ này. 3, 1, 2. Được chưa? Rồi câu 10. Câu 10 này tôi đã giải rồi trong cái file cũ á, trong video cũ về cái video về cái sự thành công và cái sự thất bại của hoạt động phát triển sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ giải lại cho các bạn nha. Muốn có xác suất thành công cao trong hoạt động phát triển sản phẩm thì phải có sự cam kết và đồng thuận của các bộ phận chức năng tham gia dự án phát triển sản phẩm. Thì cái điều này là do đâu? Cái này thì là câu hỏi nhiều đáp án. Thì khi mà các bạn thấy câu hỏi nhiều đáp án thì các bạn sẽ đọc ngay cho tôi cái đáp án ABCD trước. 1, 2, 5, 1, 3, 4, rồi xuôi. À, xui cho các bạn thì không có đáp án nào tồn tại ở cả bốn cái, thì các bạn phải xem, phải có sự cam kết và đồng thuận cao. Điều này phải là do sao ha, thì các bạn sẽ xem bên slide, không các bạn xem bên file này trước đi. Cam kết, ở đây thì hồi hôm trước á, thì tôi đã giải cho các bạn rồi. Thì muốn có xác suất thành công cao trong hoạt động phát triển sản phẩm thì phải có sự cam kết và đồng thuận của các bộ phận chức năng tham gia dự án phát triển sản phẩm. Điều này là do đáp án của chúng ta là 125. Nhưng mà các bạn đừng có để ý cái 125 nha, tại vì trong đề thi người ta có thể thay đổi. Thì đáp án của chúng ta thì cái dự án phát triển sản phẩm là nó sẽ có nhiều bộ phận tham gia. À, nhiều bộ phận tham gia thì như trong video cũ thì tôi đã nói về, ví dụ như là có thể là giám đốc, có không, có bên RD là bên phát triển sản phẩm, rồi có bên nhân viên QC không, có chứ, QC để người ta kiểm tra, rồi bên nhân viên sản xuất để cùng RD làm ra những cái tiêu chuẩn về cái thông số của quy trình công nghệ, rồi bên QC kết hợp với bên QA để làm ra các cái vấn đề tiêu chuẩn về chất lượng, rồi có kế toán không, có thu mua không, có thu mua này quan trọng nè. Thứ nhất, thu mua nó sẽ đi thu mua cái nguyên liệu đầu vào, và ngoài ra nó sẽ đem đi bán nè. Thu mua, thường thì thu mua với marketing người ta hay gom lại một đó. Thu mua có, marketing có, marketing là các cái chiến lược nè. Rồi bên sale đi, sale có bên sale không? Có bên sale luôn nha. Rồi ok, tiếp theo là dự án phát triển sản phẩm là loại công việc có tính rủi ro cao, thì tôi đã phân tích kỹ trong video cũ rồi ha, bạn nào chưa hiểu thì các bạn xem lại giùm tôi. Tiếp theo là dự án dễ bị trễ tiến độ so với yêu cầu, có không? Có, chắc chắn sẽ rất là dễ bị trễ tiến độ. Ví dụ như là các bạn cần phải yêu cầu cái tiến độ trong vòng 4 tháng phải xong cái dự án này, nhưng mà cái ví dụ như bên thu mua họ không có mua được cái nguyên liệu cần thiết, ví dụ như là các chế phẩm enzyme. Thì thường thường các bạn làm nghiên cứu khoa học thì các bạn biết các enzyme thì nó rất là khó mua ha. Các enzyme đặc hiệu rất là khó mua. Vậy thì khó mua, nhiều khi người ta giao mà bị hủy, bị hỏng, bị, nói chung là rất là dễ bị trễ tiến độ so với yêu cầu. Bạn nào mà muốn xem tôi phân tích kỹ câu này á, thì các bạn sẽ lên kênh YouTube của tôi nè. Lên kênh YouTube của tôi là kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm ha. Thì các bạn sẽ tìm vào cái phần playlist là cái phần danh sách phát. Bạn tranh thủ quay bạn ơi, sớm tôi nó hơi bị ồn. Hồn sớm làng á, các bạn biết không? Biết câu chuyện hồn sớm làng không? Đây là Huy. Cái này nó sẽ, thì các bạn sẽ tìm một cái video về cái sự thành công và cái sự thất bại
của cái phát triển sản phẩm nha. Tôi không nhớ là phần mấy. À, phần 6 đó các bạn. Các bạn sẽ xem giùm tôi video về cái sự thành công và sự thất bại của phát triển sản phẩm, thì tôi đã phân tích kỹ về cái vấn đề này ha. Vậy thì đáp án của chúng ta bên đây sẽ là 1, 2, 5.